Trong 4 ngày từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3, tại trường Tiểu học Vĩnh Khê, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức thành công hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp cơ sở cho giáo viên trung học cơ sở năm học 2013-2014. Tham gia hội thi có 95 thầy giáo, cô giáo làm chủ nhiệm của các trường trung học cơ sở trong toàn huyện. Mỗi giáo viên chủ nhiệm dự thi trải qua 4 phần thi: thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp, thi ứng xử tình huống sư phạm, thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm. Theo đánh giá của ban tổ chức, có nhiều bộ sơ được các giáo viên chủ nhiệm dự thi đầu tư, thể hiện sự tâm huyết, nghiêm túc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ nhiệm lớp, thực hiện quy chế chuyên môn. Trong phần thi ứng xử tình huống trong công tác chủ nhiệm, các thí sinh cũng đã đưa ra được những cách xử lý phù hợp, hiệu quả. Phần thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm, nhiều thí sinh có giọng kể truyền cảm, thu hút người nghe. Hội thi khép lại đã góp phần đánh giá thực trạng năng lực nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Từ kết quả hội thi, Phòng Giáo dục và các trường sẽ có hướng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục từ những năm học tiếp theo. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều đã trao giấy chứng nhận cho 52 thầy cô giáo đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở năm học 2013-2014. Nhà giáo ưu tú Lưu Xuân Giới, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đã tặng hoa và trao thưởng cho 5 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong hội thi.